Được rồi em Nam. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các lãnh đạo trong hội thánh và các chức vụ trong hội thánh trong sách Matthew chương 7 câu 21 đến câu 23. Chẳng phải thế những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Matthew 25 câu 31. Sau con người, khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài ngồi, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bấy giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắp sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta đau, các ngươi thăm ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắp sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ta ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất mọn hèn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Amen. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các hội thánh, cho lãnh đạo. Những loạt bài trước, Đức Chúa Trời, Chúa Thánh Linh đã dạy cho chúng ta về hành động của thần cầm giả mạo. Chúng ta biết là thần cầm giả mạo nó chính là cái kẻ mà ở trong quỷ Satan, quỷ Lucifer. Nó chính là cái đứa mà dẫn Lucifer đấy bị lầm lạc. Lucifer tự lừa dối mình mà. Tự lừa dối mình, tự nghĩ là mình đẹp nhất, tự mình cho mình bằng Đức Chúa Trời, tự lừa mình và nhấc mình cao bằng ngôi Đức Chúa Trời, tự mình làm ta đứng rất cao, tự mình làm ta Đức Chúa Trời thứ hai. Nó nghĩ như thế. Và cả đoạn Kinh Thánh tôi đọc từ cuối cùng, đầu tiên nó cũng đến đối với loài người, thì chính thần cảm giả mạo cũng đến lừa dối. Nó không phải đến bởi sự giết người, nó không đến bởi sự dọa dẫm, nó không đến bởi sự địa kiểm soát, nó không đến bởi sự dâm dục, nó không đến
bởi bệnh tật, đúng không ạ? Nó đến bởi sự lừa dối. Rồi cả cuối cùng của sách Khải Huyền nữa, thì cái sự phán xét cuối, trước sự phán xét cuối cùng đấy, cái tội lỗi cuối cùng đấy, đó lại cũng vậy thôi, nó cũng lại bằng cái chiêu trò gì ạ, cũng đi lừa dối các dân, lại cũng lừa dối, tức là một thần cập giả mạo, nó lừa dối để chúng ta nhìn thần này, thần cập giả mạo nó lừa dối, làm cho người ta bị lệch đi, bị hiểu sai lầm, bị lầm lạc và bị hiểu sai thái độ với các vấn đề. Tất cả các vấn đề xảy ra trong thế giới đấy, nó đều do thần cảm giả mạo nó dẫn hết anh chị em ạ. Những nan đề nó xảy ra do thần cảm giả mạo nó dẫn, làm cho người ta hiểu lầm lạc về cái vấn đề đó, sau đó họ có hành động sai trái. Mà chúng ta biết là nước trời thì thành phần thứ ba của nước trời là gì ạ? Thái độ, đúng không ạ? Thái độ với tất cả mọi sự. Mà muốn thái độ đúng thì phải theo sự công bình của nước trời, tức là hiểu đúng định nghĩa đó, hiểu đúng và thái độ đúng, lúc đó mới ra hành động đúng được. Ở đây chúng ta thấy những người lãnh đạo họ cũng đến với Chúa. Chúa nói rằng không với kẻ lạy Chúa, lạy Chúa là kêu vào nước thiên đàng đâu, không, không với kẻ cầu nguyện lấy danh Chúa mà trừ quỷ tiếng mới, nó nói ABC, không, không, không vào nước thiên đàng đâu. Rõ ràng Chúa nói những người đấy, nó nói với Chúa ra sao anh chị em? Nó thưa với Chúa rằng ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, tức là họ có sự cầu nguyện với Chúa trời chứ, họ cầu nguyện với Chúa Giêsu ấy. Họ nói lại Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, lại nhân danh Chúa mà làm phép lạ sao, làm nhiều phép lạ nhá, không phải làm ít đâu. Thế mà Chúa bảo hỡi kẻ gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, lui ta khỏi ta. Đấy, Chúa gọi là kẻ gian ác, bởi vì họ bị thần cảm giả mạo dẫn dụ, họ cứ tưởng họ đang hầu việc Đức Chúa Trời, họ giết chúng ta, họ giết những người mà Chúa dùng để làm cách mạng thần học, để mà làm cái đức tin, biến đổi xã hội, biến đổi hội thánh của Chúa. Thì họ những kẻ đấy nó cũng nó mê cho đuổi quỷ, nó mê là phép lạ, nó mê nó tiên tri mà nhiều phép lạ cơ, phép lạ chữa lành, phép lạ giải cứu, phép lạ ABC gì đấy, nhiều lắm, rất nhiều. Nhưng họ bị lầm lạc, họ cứ tưởng họ đang hầu với Chúa. Thế mà Chúa bảo ta không biết các người là ai cả. Rồi chúng ta xem đọc đoạn kinh thánh Matthew 25 đấy, những kẻ nó cũng có phong trào đi thăm người tù, đi thăm người bệnh, đi thăm các thứ. Nên khi mà Chúa nói, Chúa chia ra cái loại dê đó, Chúa nói thẳng luôn là khi ta là khách lạ đây thì ta đói này, Chúa đùa luôn cái kẻ đấy là hỡi kẻ bị đùa, hãy lui khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó, vì ta đã đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Thế cái người này phiên lại, ơ lại Chúa, lúc nào đấy? Khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc ngài ư? Đó, tức là họ bị lầm lạc, họ nghĩ là họ đang hầu với Chúa, họ nghĩ là họ theo cái phong trào đó, hội thánh nào đó, nào chúng ta có phong trào làm nọ làm kia, nhưng họ không làm cái chuyện khác với cái người bên trên. Cái người bên trên là con chiên đấy, thì họ làm cái đấy theo cái bản, theo họ như là cái rất tự nhiên của lòng họ, họ giúp đỡ một cái tự nhiên, họ bỏ tiền ra một cái tự nhiên, họ không có tham lam gì cả, họ bỏ sông bỏ cước, bỏ công sức ra làm cách rất chân thành anh chị em ạ, để hầu việc người ta chân thành, không cần phải kêu gọi, không cần phải là mục vụ hội thánh, chúng ta đến hội thánh này, chúng ta đến đây giảng chỗ này, chúng ta đến làm chăm sóc người này, chúng ta đến chỗ này chăm thăm tù, chỗ này đến chỗ này cai nghiện, chỗ này đến chỗ này để mà thăm nuôi, đến chỗ này để mà thăm bệnh nhận nhân đủ, đủ các thứ theo cái phong trào của thánh nói đấy. Sau vì họ cái người loại người thứ hai đấy là theo phong trào của thánh và họ tưởng họ đang hầu Chúa, nhưng Chúa bảo không, thấy kẻ gian ác lui, hãy đi ra cái chỗ mà sắm sẵn cho ma quỷ và quỷ sứ nó là địa ngục, đi đi xuống đây. Thì họ không làm theo bản tính mà họ cứ tưởng họ đang hầu Chúa nhá. Thế còn những người trên kia thì sao anh chị em thấy không? Họ bảo ơ lạy Chúa, con có thấy Chúa lúc nào trần truồng đâu mà con cho mặc nhỉ, có thấy lúc nào nhỉ? Họ bảo đấy, vì người làm cho người hèn mọn là của ta đã làm cho ta vậy, bởi vì cái người những người đấy họ làm một cách rất là chân thành, thực sự bằng tấm lòng của họ anh chị em ạ, họ làm nó thành bản tính của họ rồi, thành bản tính của Chúa Trời, nó thấy lòng thương xót, sự nhân từ đó, sự thành tín, sự trung thực đấy đã trở thành bản tính của họ rồi. Họ không phải là gồng mình lên để đeo mặt nạ để khi đến hội thánh nói rằng phải đi hầu chỗ chỗ này, phải đi hầu chỗ kia, bắt đầu mới bắt đeo mặt nạ để vào thì nghĩ rằng đến hầu Chúa. Đấy, thần cảm giả mạo nó làm sai lệch luôn lòng của những người mà hầu Chúa như vậy, thấy không anh chị em?
Và họ cứ tưởng hầu với Chúa, họ bị quẳng xuống địa ngục, quẳng xuống hồ lửa đời đời sau này. Như thế ở trong địa ngục ấy, rất nhiều mục sư và các lãnh đạo cơ đốc vì kẻ mù dẫn kẻ mù ấy, cả lũ rơi xuống hố ấy. Hôm nay Chúa sẽ cho chúng ta cái bài giảng mang tên là Tại sao dưới địa ngục rất nhiều các mục sư và lãnh đạo cơ đốc. Tại sao như vậy? Chúa sẽ chỉ chúng ta biết. Và đấy là hiển nhiên, đó là tác động của thần cảm giả mạo. Tác động thần cảm giả mạo nó dẫn cho bao nhiêu mục sư, bao nhiêu lãnh đạo cơ đốc rơi xuống địa ngục mà họ cũng không biết. Cái lịch sử ấy chúng ta cũng nhìn thấy rõ, ví dụ như giáo hội Công giáo chẳng hạn đấy, thấy không, bao nhiêu lãnh đạo cơ đốc rơi xuống địa ngục. Để chúng ta biết về lịch sử của giáo hội như thế nào rồi, họ là những lãnh đạo như thế nào, họ không biết lời Chúa, họ học kinh thánh đấy nhưng mà họ không được sống bởi thánh linh của Chúa, họ không sống, họ không tái sinh, họ vào làm giáo hoàng, làm linh mục, họ vào làm các sơ, họ làm thế, họ làm bên kia, và chúng ta thấy là đầy rẫy, làm ô uế cả thân thể của Chúa, đến khi Chúa phải dấy lên cái ông Martin Luther để mà làm cuộc cách mạng trong đức tin và ra cái dòng gọi là dòng gì ạ, tin lành kháng cách. Nhưng dòng tin kháng cách đấy chẳng bao lâu cả lại bị loạn lên, cái ma quỷ nó có tha đâu, nó vào hết chỗ nào nó cũng thò đầu cắm cổ, nó vào, nó không có gì ạ, có ngủ đâu, nó tỉnh thức suông để nó vào, ma quỷ giống rình mò đấy, vào đấy, vào trong các trường văn học và đưa lại thập bệnh hoạn. Chính vì cơ đốc dân bây giờ vẫn như thế anh chị ạ, chẳng khác gì cái thời giáo hoàng lệch lạc ngày xưa cả. Họ chỉ khác là họ kinh thánh họ được đọc thôi, nhưng cái điều ấy là họ quên mất rằng kinh thánh nói rằng là các ngươi dò xem kinh thánh mà đừng cứu đời đời chăng. Cái thái độ của họ với kinh thánh khác anh chị ạ, thái độ của họ không không coi đấy là lời Chúa Trời để mà tôn trọng, để mà kính trọng. Họ vẫn nói gọi theo lý thuyết, họ vẫn nói là lời Chúa Trời theo lý thuyết, họ vẫn nói đây là lời Chúa Trời chứ, đây là thật kia chứ. Trong lòng họ không kính sợ lời Chúa mà họ chỉ là kẻ tôn giáo thôi, và họ chỉ theo chữ nghĩa thôi, và họ làm cái gì cũng để cho khoe mình, đánh trống thổi kèn như cái thầy thông giáo, người Pharisee đấy, mặc áo dài trong nhà hội, đọc cái bài cầu nguyện thật nhiều, thì nuốt của cải của bà gộp quá, nuốt cả sự công bình của người khác, sự tham lam đủ các thứ. Và Chúa dùng hội thánh chúng ta đấy làm cuộc cách mạng thần học. Chúng ta nhấn mạnh nhé, chúng ta là cách mạng thần học. Vì thế những cái sự dạy dỗ của Chúa ấy đều mang tính chất cách mạng cả. Ở trong mà cách mạng rồi thì nó mang tính chất thì đột phá, khiến cho sao ạ? Khiến cho những kẻ nó rất khó chịu, bởi vì nó phải thay đổi cái môi trường, mà thay đổi cả nếp nghĩ, thay đổi tư duy. Thì cách mạng, và cách mạng trả giá rất lớn, trả giá bằng cả mạng sống của mình. Chúa Giêsu làm cách mạng rồi, và nhiều người đã làm cách mạng. Anh hùng đức tin đã làm cách mạng để chúng ta nhìn thấy Chúa đã làm. Thể nào thì chúng ta cũng thể đấy thôi. Amen. Nên lời cầu nguyện của chúng ta ấy, đó là để thần lẽ thật đấy là dẫn dắt tất cả các lãnh đạo. Thì rất nhiều người họ không phương phục Đức Thánh Linh, họ không biết Đức Thánh Linh là ai cả, cái rõ ràng họ chỉ biết lý thuyết Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời, thần của Chúa Cha, thần của Con, chỉ lý thuyết thôi, nhưng họ không có tương giao với Đức Thánh Linh một cách thực sự. Họ cứ thấy một cái hành động nào đấy khác khác thì họ cứ tưởng đấy là từ Đức Chúa Trời, mà họ quên rằng có rất nhiều thần trong thế gian, có 400 triệu loại quỷ thần trong thế gian, mà Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho chúng ta là sao, hãy đừng có tin các thần mà hãy thử vì thần Đức Chúa Trời, Thánh Linh Đức Chúa Trời chỉ có một và thật, nhưng mà trong đó cái thần giả thì rất nhiều. Thế mà họ cứ tin thôi, họ cứ thấy cái gì khác khác lạ lạ đấy, thấy cái gì hiện ra trong tâm linh ấy, là họ cứ tưởng đấy Thánh Linh Chúa Trời, mặc dù phép lạ nó vẫn xảy ra, mặc dù cái điều gì nó vẫn xảy ra thật, họ cứ tưởng thế. Nhưng họ sai vì họ không có yêu lẽ thật, mà dễ bị thần cảm giả mạo dẫn dụ. Như chúng ta đã nói rồi, những kẻ không yêu lẽ thật, yêu sự công bình, không yêu lẽ thật, không yêu sự công bình đấy, thì Chúa phó cho thần cảm giả mạo, Chúa phó chúng để chúng phục với sự xét đoán Chúa Trời. Những kẻ tham lam, những kẻ tham tiền đấy, rồi nhiều rất nhiều cái điều đó mà chúng ta đã định nghĩa ra rồi, để chúng ta theo cái phần đấy để cầu nguyện thôi, để sạch hội thánh của Chúa. Và tạ ơn Chúa, Chúa chúng ta cái gì ạ, cái thuốc giải độc tuyệt vời đó là tình yêu lẽ thật, đó là lẽ thật mà chúng ta chịu chấp nhận tất cả mọi lẽ thật, cả đau đớn, cả mất mát, cả sẵn sàng dâng bỏ mình đi hoàn toàn, bỏ mình đi thì sẵn sàng bỏ cả gì ạ, gia đình, vợ chồng, con cái, nhà cửa, đất ruộng, tất cả thứ vì Chúa đấy, vì Chúa nhá, để mà sao, để mà được sống đẹp đẹp lòng Chúa Trời, và kết quả là sao, được trăm lần hơn ở đời này, cái điều mình bỏ đấy thì được trăm lần hơn. Đấy điều kỳ lạ Chúa làm như vậy, chứ không phải mất hết đâu, bỏ bỏ theo cách của Chúa Trời, không phải bỏ theo loài người.
Hallelujah. Thế còn những kẻ mà không muốn buông bỏ đấy thì sẽ mất hết. Ai muốn giữ sự sống mình thì sẽ mất mà. Nhưng ai vì ta, vì tin lành ấy, mà mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Nên vì Chúa, chúng ta đấy có cái yêu lẽ thật đấy. Và Thánh Linh của Chúa là dẫn vào mọi lẽ thật. Lẽ thật rất đau đớn, lẽ thật rất khó chịu, lẽ thật rất là không tiện gì cả. Thế nhưng mà bởi vì yêu Đức Chúa Trời nên chúng ta tiếp nhận hết lẽ thật đó và tin lẽ thật đó và thực hành cái lẽ thật đó ngay lập tức luôn. Vì tin là thực hành mà. Tin là làm theo điều gì Đức Chúa Trời muốn và làm việc trong mình, thực hiện điều đó. Và chính thế mà Chúa dùng chúng ta để mà trở thành hoàng hậu sủng ái của Đức Chúa Trời. Để trong sách Nhã Ca ấy, nói về những sự làm tình nam nữ, đó là làm tình giữa Đức Chúa Trời với hội thánh của Chúa. Và chúng ta đã đến cái đẳng cấp đấy rồi, ai đó đã được làm tình Đức Chúa Trời để mang thai. Và chúng ta, tôi đang mang tình Đức Chúa Trời và mang thai ra những cái điều mà anh em nghe đấy, những cái khải tượng của thánh đấy, đó đó chính là do trong sự ân ái với Đức Chúa Trời mới ra những khải tượng vĩ đại như vậy. Không phải khải tượng là một cái sự bày tỏ vớ vẩn như các anh chị em ai đó nói ôi tôi thấy cái điều đó, tôi thấy điều kia. Không phải thế đâu, mà nó là cả một cái bức tranh toàn cảnh, cả một cái gọi là khải tượng. Đây nó là cái bản thiết kế trước sáng thế đó, tức là khi trước khi tạo dựng thế gian này mà mình đã nhận được cái bản thiết kế đó rồi, thì khải tượng nó như thế đấy, khải tượng sứ mạng đấy, nó là cái bản thiết kế đấy, nó chính là lời Đức Chúa Trời cho chúng ta đấy, là lời rema của Chúa cho cụ thể chúng ta luôn, để mà định hình toàn bộ đời sống chúng ta luôn, cá nhân của hội thánh luôn, là đi đầy Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là chỉ là có đi đầy của Đức Chúa Trời, mà chúng ta là đi đầy của Đức Chúa Trời, để chúng ta sao ạ, mang sự sống đấy vào tất cả các phần chi thể khác của thân thể Chúa ở khắp thế giới. Amen. Vào tất cả các loại hội thánh, bảy loại hội thánh tôi nói trong Khải Huyền ấy, thì chúng ta ấy, đi đầy của Chúa để vào trong tất cả cái điều đó. Không như thế còn cả dân ngoại nữa, để chúng ta được Chúa dùng đấy để cứu phần sót lại dân Chúa, bởi vì sự phán xét khởi từ nhà Chúa mà. Nên có mấy ai được cứu đâu, vì đường vào thiên đàng đấy thì sao ạ, rất là khó, phải rất là qua khó khăn gian nan mới vào nước thiên đàng, mới vào nước Đức Chúa Trời. Còn cái cửa hẹp đấy, cửa hẹp đường chặt Chúa nói đấy, thì là dẫn sự sống, và kẻ vào thì rất ít, kẻ vào rất ít. Thế còn nhiều người muốn vào mà không được, Kinh Thánh nó rõ ràng như thế thôi, nhiều người muốn tìm vào mà không được. Và cái phần sót lại đấy, qua thử thách đấy, là còn sót lại một ít thôi. Chúa nói rồi, dân của Chúa đông như cát dưới biển, chỉ một phần sót lại được cứu thôi. Qua thử thách, qua sự phán xét của Chúa chỉ cần sót lại. Bởi những ai yêu lẽ thật đấy thì bám lại vào lời Chúa Trời. Và kể là không yêu lẽ thật đấy, mà yêu sự không công bình đấy, thích những phép lạ dấu kỳ đấy, thích những cái trò giật gân như đấy, đó, thích quyền năng, thích sự rước dầu ấy, mà không thích Đức Chúa Trời đấy, không thích bản chất Đức Chúa Trời đấy, không tập trung cho đó, không thích nước trời đấy, không thích sự công bình của Ngài đó, thì Chúa phó cho thần gặp giả mạo thôi, và chúng sẽ hư mất. Nhưng cái phần sót lại thì chúng ta sẽ cứu phần sót lại của dân Chúa ở các tất cả hội thánh của Đức Chúa Trời, và sau đó tiếp đó thì Chúa dùng chúng ta là sự sáng cho dân ngoại, sự cứu rỗi của Chúa đầu cùng đất, và chúng ta ngồi đồng bàn với Chúa để cai trị 12 chi phái Israel trong vương quốc ngàn năm mà có đời đời. Chúng ta ở trên vương trời, ở ngồi trên ngai được quyền xét đoán, là sự chết nghỉ không quyền chúng ta, từ chúng ta mà ra những trụ trong đền Đức Chúa Trời. Vì thế mà cái sứ mạng của hội thánh ta đấy, cái trường đại học tổng hợp thần học Đức Trời, đó là trong 40 năm thôi chúng ta phải cùng Chúa đấy để đào tạo ra bao nhiêu 603.550 trụ cột Đức Trời, tức là trụ trong đền Đức Chúa Trời đó, theo cái công nghệ làm người của Đức Chúa Trời. Tất cả cái điều đó nó khả thi anh chị em ạ, tất cả cái điều nó có kế hoạch đàng hoàng, kế hoạch, và cái chương trình ấy là chương trình sức mạnh hoàn toàn làm được. Vì sao? Vì cái bản chất, vì cái gọi là cái chất lượng của cái sự dạy dỗ mà Chúa cho chúng ta ấy, là chất lượng vô biên, là vượt trội hơn, như Kinh Thánh nói, vượt trội hết, nó đặc biệt, nó vượt trội, nó quyền năng tuyệt đối rồi, quyền năng tuyệt đối luôn. Tức là chúng ta không phải đi tìm quyền năng như kẻ khác nó tìm, mà chúng ta nương cậy Đức Thánh Linh thôi, và Thánh Linh là quyền năng của Ngài được thể hiện qua chúng ta thôi. Và chúng ta nhớ chúng ta là chi phái Joseph đấy anh chị ạ, chúng ta như hội thánh Philadelphia đấy, ít người ít năng lượng thôi, ít năng lực thôi, nhưng mà không dạo chối danh Chúa, không chối lời của Ngài. Vì thế mà Ngài khiến tất thảy những kẻ nào mà gọi là con cái Chúa đấy, nhưng kỳ thực chúng nó là theo thờ thần cảm giả mạo, thờ quỷ Satan, nó quỳ xuống mặt dưới chân chúng ta hết anh chị em ạ. Chúng nó phải xếp dựng chân chúng ta hết trong danh Chúa Giêsu Shakadababo, ô trong danh Chúa Giêsu, Chúa cho nó cảm tạ ơn Chúa, vì Thánh Linh của Chúa là thần lẽ thật, dẫn chúng con mọi lẽ thật Chúa ạ, khiến chúng con biết đến sự bí mật của nước Chúa Trời, bí mật của lòng Ngài Chúa ạ, những bí mật có sáng tạo, bí mật của nước Chúa Trời, và chúng con trở thành người quản trị và phân phát sự mầu nhiệm của vương quốc Ngài Chúa ơi. Ô chúng con trở thành hoàng hậu sủng ái của Chúa Trời, ô ra sự Ngài gọi chúng con đến cái chức vụ cao trọng và cả đang huấn luyện
con. Ô để trở thành hoa hậu sủng ái của vua chúa. Ô ra sa ka da ba da bu du ru ru sa cha da ba da ba ra sa ka. Ô ri sa ke da ba da bu du ru ru du sa ka da ba. Ô ra sa ka da bu ru ru ba ra sa chu ru 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 sa ka da ba. En sa ka da ba da bu du ru ri sa ka da ba da en ji da bu du ru sa ka. Ô trong danh vua Squid. Ô thần khôn sáng thần tỏ ra chúa đầy ngập trên chúng con để nhận chúa. Ô ngày soi sáng có mắt lòng chúng con chưa ạ? Để biết điều trông cậy kêu gọi của ngài thế nào, giàu có vinh hiển ngài cho chúng con, đồ ngài làm sao và quyền vô hạn của ngài đối chúng con có đức tin là lớn dường nào chưa? Ô y theo các tối thượng của năng lực ngài mà ngài tỏ ra trong Đức Christ khi khiến Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết và đặt bên hữu mình ở các ngôi trên trời cao hơn hết tất thảy mọi quyền mọi phép của thế lực mọi quân chủ của mọi gia vang ra, không những trong đời này mà trong cả đời hầu đến nữa chưa? Và ngài bắt muôn vật phục với chân Đấng Christ. Ô Đấng Christ là đầu hội thánh chưa? Ô tóm mọi sự trong mọi loài, chúng con đây là đi đây của Chúa Trời trong các hội thánh chưa? Ô chúng con chuyển giao tất thảy ô cái sự sống đi đây của Chúa Trời vào tất thảy các phần chi thể đang hoại tử cho bởi sự lầm lạc. Ô đặt đặt bật tan hết ô những sự giả dối của ma quỷ, ô những trò lừa dối ô của Antichrist, những trò lừa dối của thần cặp giả mạo mà khiến dân Chúa bị lầm lạc đây. Vì thôi ô đến ngày thương xót các lãnh đạo, ngày thương xót các mục sư chưa, để không họ để họ cũng bị chết mất. Chúa ơi, ô chỗ đau xót khi nhìn thấy những người mà gọi là hầu của Chúa, ô những người mà miệt mài đuổi quỷ trừ tà làm phép lạ, những người miệt mài làm các mục vụ xã hội, những người miệt mài ô đi thăm viếng ở trong các tù cho thăm viếng người nghèo đó chưa? Ô ra sa ka da ba chúa đau xót nếu mà họ rơi địa ngục chưa? Họ cứ tưởng rằng họ đã hầu được Chúa Trời. Chúa ơi, ô ra sa ka da ba mà họ không làm việc với bản thân mình, không đẹp với lòng của họ, ô để họ để cái bản tính Chúa Trời của họ và họ phản ứng một cách rất tự nhiên chưa? Như những người mà làm việc cho người khác mà họ vẫn không nghĩ là họ đang hầu Chúa Trời. Nhưng Chúa nói rằng khi người làm điều đó cho những kẻ bé mọn của ta, hèn mọn của ta thì đã làm cho ta rồi. Vậy Urasakadabarabuduru Chúa ơi, chúng ta ơn Chúa vì Chúa cho chúng con cơ hội làm người cho, để chúng con nhìn thấy tất cả mọi người đều kiệt tác của Chúa Trời, để nhìn thấy chúng con trân trọng tất cả mọi người cho, kẻ thù mà chúng con cũng cũng còn trân trọng cho, kẻ thù mà chúng con cũng cảm ơn Chúa vì kẻ thù những kẻ ghét chúng con cho, chúng con yêu họ để lấy linh hồn của họ về cho Ngài cho, trong danh Chúa Giêsu Sakadabaduru chúng con không như những kẻ mà hư mất là gọi thằng nọ thằng kia con kia Urasakadaba, mà chúng con vẫn trân trọng, chúng con dùng những từ mỹ từ mà ngài dùng cho ông là ông kia, bà là bà kia, chị là chị kia, em là em kia, ông Urasakadabara, điều đó ngài nói chúng con đó là nó sinh bản tính của Chúa cho chúng con rồi, là Chúa trân trọng tất cả mọi người cho Urasakadabara, chính thế mà ngài đã giao phó các dân các nước cho chúng con, ngài giao phó tất cả những con người đó cho chúng con chưa, khi chúng con biết trân trọng ai đó, khi biết trân trọng các dân các nước chưa, thì người đó thuộc chúng con chưa. Thế còn kẻ nào mà ghét ai đó, kẻ nào không thích ai đó thì Đức Trời tước đi khỏi khỏi kẻ đấy chưa ơi. Urasakadabara, vì nước trời bị cất đi khỏi cái dân không ra trái để ban cho cái dân có kết quả hơn chưa. Urasakadabara, Hallelujah, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, thân yêu Chúa chưa. Ô nguyện sự sức giàu đầy dẫy của Đức Thánh Linh, Urasakara trong thần của Ngài cho là bản chất của chúng con rồi chưa. Phủ đầy trong hội thánh trời thương, phủ đầy trên trời đọc tổng hợp thần nước trời để làm cuộc cách mạng có 102 trong lịch sử cho Urasakada, để dẫn tất cả các dân các nước về với ngài cho, để cứu phần sót lại của các hội thánh qua cái đợt phán xét của Đức Chúa Trời những ngày cuối này Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus Christ để thổi kèn Sion, Chúa dùng chúng con để thổi kèn trong Sion hãy thổi vang trên núi thánh của ngài cho, khiến cho các dân đều sợ hãi run rẩy cho ạ. Ô vì ngày lớn biết đến, ngày của Đức Giêsu đã đến chưa, ngày của mây và sương mù, ngày tối tăm chưa, và có dân mạnh xếp hàng như sớm mai chưa, rẽ trên núi chưa, ô trước này trời qua sau này muôn đời sau này không nữa Chúa ơi. Ô rasakadabaduyurosokodababa, tất cả các giá trị mà các đèn thờ trước đã xây nên tưởng như đèn đó chưa, đã bị đốt trụi hết chưa. Ô ra sao trước sự sáng của chúng con, sự sáng thật của Đức Chúa Trời, DNA thật của Đức Chúa Trời chưa. Ô những sự sáng của kẻ đó là sự tối tăm thôi, và sự tối tăm họ là lớn biết giờ nào chưa. Ô tất cả mặt trời mặt trăng của họ đó, các ngôi sao của họ đó đã tối tăm hết chưa, trước sự sáng thật chúng con, chúng con xuyên qua khí giới mà chẳng bỏ đường mình chưa. Ô ra sao cả con tước tất cả các dân, ô chúng tước tất cả các nước đó chưa. Ô ra sao cả vì dân và nước nào chẳng thần phục chúng con sẽ diệt vong, những nước đó sẽ hoang vu cả. Chúa dùng chúng con là búa và khí giới đánh sạch trong tay của Chúa để phá tan các dân diệt các nước chưa, phá tan kẻ chăn và bầy nó, kẻ cày ruộng đôi bò nó chưa. Vậy chúng con cầu nguyện hủy phá đập hết tất thảy các kẻ chăn bầy nó, tất thảy các bộ chăn tôn giáo, tất thảy các lãnh đạo tôn giáo, cho diệt hết trong danh Chúa Giêsu. Ôi cho bóc linh hồn họ ra cho họ đã nhóm lại
ô những bó lúa đến nơi sập lúa chưa ạ? Ô mưu của họ như vậy, ô họ muốn tìm sự hư nát, tìm sự mà con mắt họ ước ao trên chúng con chưa ạ? Thì đây ô là Jakarta chúng nhảy thổi dậy dày đạp họ chưa ạ? Dày đạp trên mục vụ của họ, gia đình họ chưa ạ? Tất thảy các tháp canh cầu nguyện họ, tất thảy các tổ chức của họ đều bị dày đạp nát dưới chân chúng con chưa ạ? Ô là Jakarta bị sức mạnh như trời, ô thần mạnh sức mạnh trên chúng con chưa ạ? Thần mà đã ô khiến cả thế gian này được tạo lên, ô thần ô mà khiến Chúa Jesus Christ sống lại trong cái chết, thần mạnh sức ở trong chúng con để làm sự mạnh sức đó đắp tan hết chúng nó ra chưa ạ? Ô nghe năn chúng nó ra trong danh Chúa Jesus Christ, hủy phá tất thảy lời cầu nguyện chúng nó. Chúng nó cầu nguyện bao nhiêu thì tội lỗi được càng thêm nhiều bấy nhiêu. Ô và cho hủy phá tất cả, ô ra cái sự cầu nguyện chống trả của chúng trong danh Chúa Jesus Christ, và bắt tất thảy những lãnh đạo tâm linh đó làm tôi vâng phục Chúa Jesus Christ, bắt tất thảy ý tưởng của họ làm tôi vâng phục Chúa Jesus. Ô ra cho tước hết ô áo lãnh đạo của họ, tước hết ô các thầy tế lễ của họ, tước áo chính trị của họ để trao cho những người trẻ tuổi, những người mà yêu mến kính sợ Đức Chúa Trời, những người thực sự tái sinh trong tin lành nước trời, những người thực sự tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, sự công bình của Ngài. Hallelujah, cảm ơn Cha, ngợi khen Chúa. Chúc lành cho hội thánh sự thương xót Thiên Chúa chưa ạ, là dòng chảy mới cuối cùng của Ngài cho ngày Chúa tái lâm chưa ạ, để dọn đường cho Chúa, để chuẩn bị cho chúng nàng dâu tinh sạch của dâu trưởng thành chưa ạ, ô để chuẩn bị tiệc cưới trên con. Tạ ơn Chúa vì Ngài dùng chúng con là câu trả lời của Ngài chưa ạ, cho mọi dân muôn nước, câu trả lời của Ngài cho các tổ phụ đức tin, câu trả lời của Ngài cho tất cả hội thánh các thời đại chưa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, chúng ta ơn Chúa vì qua đời sống chúng con chưa ạ, ô Ngài viết lên kinh thánh, ô kinh thánh trong vô cùng cả năm và có đời đời chưa ạ, như các sứ đồ đã viết lên tân ước, các tiên tri đã viết cựu ước chưa ạ? Ô thì qua chúng con đây viết lên ô kinh thánh của Đức Chúa Trời trong vô cả năm chưa ạ, và trong cả cõi đời đời nữa ơi. Cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Shakadabar, Chúa cứu các dân các nước, các cửa Chúa mở ngày đêm đều không đóng chưa ạ? Năm vòng cửa Abethesda đây chưa ạ? Sự thương xót Thiên Chúa đây, Mercy of God đây chưa ạ? Abethesda của Ngài chưa ạ? Năm vòng cửa đó, bất luận ai mà vào năm vòng cửa đó đều được giải thoát, đều được cứu, bất cứ loại bệnh gì chưa ạ? Ô Rasaka chúng con, như Thiên Sư Trời luôn khuấy động hội thánh lên, khuấy động bởi lời cầu nguyện phẫu thuật này cho họ, đánh chống đích cho họ trong danh Chúa Giêsu. Orasa kanda barasa kanda biro tất thảy các mục vụ ở trong tất thảy các dân các nước các châu lục Âu Á Mỹ Phi Úc qua năm cái vòng cửa này cứu hết cho họ, tất thảy các chức vụ của hội thánh Chúa như sứ đồ tiên tri thầy giảng giáo sư mục sư cho họ đều được cứu hết qua năm cái vòng cửa này để ra vào nơi đó, được tái sinh ở trong đó được sinh lại một tin lành nước trời cho họ. Chúa mang thai cho hội thánh, mang thai cho các lãnh đạo cơ đốc cho họ, mang thai về họ Chúa và sinh họ ra trong tin lành nước Đức Chúa Trời. Ô ra xa trong Chúa Giêsu, họ có thể nhiều thầy thông giáo nhưng không nhiều cha, và chúng con đã dùng tin lành nước trời để sanh họ ra trong đấng Christ cho ạ. Ô ra xa và chuyển giao dạy dỗ họ không phải làm người, để họ biết ô làm việc với linh hồn họ, làm việc với lòng của họ, làm việc với thần linh của họ, làm việc với linh hồn họ cho ạ. Ô ra xa để họ không kẻ ngây ngô và bị lừa dối, bị lừa đảo nữa. Ô ra xa đi dùng chúng con cho ạ. Ô để làm vững mạnh hội thánh, vững mạnh tất cả chi thể Chúa Trời cho ạ, để tất cả các phần giao thông cùng nhau được hiệp trong sự nhận biết Chúa Trời, nhận biết lẽ thật, Rasakara trong sự đức tin, cho sự yêu thương cho để vững mạnh nhau, không bị con trẻ để bị lừa đảo, bị lầm lạc nữa cho mà trở nên vọng dạ đấng Christ cho và trưởng thành đến các cấp độ khác nhau. Rasakara xây dựng trong tình cha con, xây dựng trong tình thầy trò môn đồ, Rasakara xây dựng trong tình chủ tớ, xây dựng trong tình anh em, xây dựng trong tình bạn hữu, xây dựng trong tình vợ chồng cho để đến dẫn đến họ một cao cấp nhất cho là trở thành vợ Chúa Trời. Vì chúng con Rasakara chuẩn bị, Rasakara chúng con cùng với Ngài cho để chuẩn bị họ, Rasakara chuẩn bị họ, chuẩn bị họ cho cho tiệc cưới trên con, để gả họ cho một chồng cho dâng họ cho Ngài như nàng dâu tinh xảo. Chúa ơi, chúng ta ơn Chúa, ta ơn Chúa Đức Thánh Linh ngày hành động một cách đầy quyền phép không giới hạn trong chúng con cho, vì chúng con là con yếu dấu của Chúa, đẹp lòng Chúa mọi đàng, và Ngài ra lệnh cả trời đất nghe lời chúng con vinh hiển được thuộc về Ngài. Ô Rasakadaba hãy được vinh hiển trong hội thánh của Chúa, trải các thời đại đời vô cùng, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. 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 Hallelujah. Cái lời Chúa đã chọn con sẽ cho em cảm Ngài vì phải cùng với tất cả anh chị em con sẽ cho chúng con nhận biết được ý hướng của Chúa ra. Cảm Ngài vì Ngài đã bày tỏ những cái sự khái tự, khái thị của Ngài sẽ cho hậu thánh con cho chúng con có được cái sứ mạng mà Ngài đặt để chúng con sẽ là những con người sẽ trở nên DNA của Ngài, chúng con có DNA của Ngài trong đời sống mình, sẽ chúng con mặc lấy công người mới, sao con có công nghệ làm người, sao để qua công nghệ làm người này, sao con đào tạo ở tất cả những thế hệ, sao để họ thật sự mặc là các hậu thánh của Chúa, cho thật sự trở thành những người thánh, sao những người mà biết mặc lấy con người mới, sao đóng đinh con người cũ của mình, sao để tăng trưởng
vượt bậc sơ để từ các công trả sao nên người trưởng thành và trưởng lão sao con cảm ơn nhiều vì hệ thống đào tạo của ngài sao cho học thánh con sao để mà chúng con có thể đào tạo ra từ những con người sao không có gì hết sao từ những đất đá sao nhưng trở thành con cái của Đức Trời trở thành sứ đồ tiên tri trở thành những đá tảng trở thành trụ cột của nước trời sao cầu nguyện rồi hướng dẫn con sao rồi chúng con biết hạ mình khiêm nhường sao để ăn nuốt hết lời lẽ thật của Chúa được ban cho của Chúa sao và mỗi ngày sao con đều biết gọi xác đó chính mình sao biết gọi thần công bình Chúa đó của ngài đến sao để đập nát tất cả sự gian ác là khỏi đời sống con sao trên thánh con sao để rồi sự phát xác của Chúa sao khởi từ nhà ngài sao để rồi tất cả sự gian ác trong hội thánh của Chúa cho trên tất cả các hội thánh khác sao bị phá tan sao để đầu trên tất cả con cái của Chúa cho nhận biết được ý muốn của ngài sao họ trở nên đầy giải thần của ngài sao tăng trưởng vượt bậc trả để nhận lấy những cái khải tượng sứ mạng của ngài sao để khiến cho tiên lành nước trời rao truyền khắp đất cho cầu nguyện rồi các giống nước trời sẽ được gieo ra sẽ được đến cho tất cả hội thánh Chúa trời để là tất cả thánh Chúa cho nhận biết được cái thần học nước trời sao là của một cuộc cách mạng sao để là thay đổi tất cả những cái sự dạy dỗ cũ kỹ sao đập nát tất cả những sự dạy dỗ Babylon sao mặc lấy tình yêu để học sao để là nhờ đó mà thoát khỏi thần cả giả mạo sao biết làm những công việc mà Chúa mà muốn sao biết thực hiện những cái công việc mà Chúa khát khao sao để không bị thế gian này lừa dối cai trị nữa sao nhưng mà bị trở thành những con người mà quán chạy ra trở thành những con người đàn không ngon không sáng của Chúa trời là phần nấu dài của Đấng Christ trời thực hiện những cái chương trình lớn lao của ngài sao là câu trả lời cho thế gian này sao con cảm ơn rất nhiều sao từ cầu cầu nguyện cho tất cả các hội thánh Chúa sao nhất là việc hội thánh Chúa sao phải phát biết được sao xây dựng mối hệ cha con sao chỉ khi sao mối hệ cha con được được thiết lập sao mối hệ con được dạy dỗ một cách đầy đủ sao khi đó sao các mối hệ khác mới được được trọn vẹn sao nhất là những quan hệ mà tăng trưởng trở thành vợ của ngài sao nên cầu nguyện xin ngài hướng dẫn tất cả chúng con sao để rồi ở trong năm này sẽ năm của sự làm con học được cái bài học sơ để trở thành con của ngài trở thành những người mà lắng nghe ý muốn của Đức Chúa Trời sao để làm việc với đời sống mình cho để trung thành ở trong nhà của ngài sao được học hỏi lời của Chúa sao trở thành những con người mà yêu tất cả gọi là những cái điều gì Chúa yêu sao và ghét cái điều Chúa ghét sao rèn luyện được cái yêu cả cái thù của mình sao và chúng con là những người vậy sao để rồi chúng con biết bóc tách cho những con người cũ mình mới sao rồi từ đó mà con biết phán xét công việc đời này sao và biết được cách để rao truyền để bày tỏ tin lành của ngài sẽ đến cho tất cả các lĩnh vực chơi cũng cảm này rất nhiều số còn chơi cầu nguyện sai rồi tất cả gọi là cái sự kêu gọi của ngài sẽ thánh còn chơi cái việc mà con đào tạo là 603.500 người làm nên lịch sử đó sẽ cầu nguyện là tất cả những cái chương trình của con chơi nhất là những cái chương trình mà ngài đang đặt để cho chúng con sao chúng con phải thực hiện được sao để nào tất cả giảm tin lành nước trời tất cả những cái chương trình của Chúa phải được rao truyền là khắp nơi sao mọi người được biết đấy tin lành nước trời sẽ được biết đấy cách mạng thần học sao để họ những người yêu mến lẽ thật của Chúa sẽ đến sao 7.000 người nam trẻ gấu sức anh sao sẽ đến sao và họ qua tất cả những cánh cửa của con sao cầu nguyện là cánh cửa truyền thông sao cánh cửa truyền thông sao nó được mạnh mẽ sao chúng con phải phát triển một cách tốt nhất sao để họ có sự ảnh hưởng sao chúng con là có sự ảnh hưởng cho có cái sự phát triển sao để đụng chạm đến nhiều con người sao để đầu nhờ đó mà qua cánh cửa này sao chúng con làm phái động sao để đầu người nghe được biết hiểu biết được cái muốn của Chúa sao để đầu họ được Chúa kêu gọi sao để nghe cái tiếng phán của ngài sao mà đến sao học hỏi sao được trưởng thành sao trong cái dòng chảy được kết nối với dòng chảy mà sụp gom còn sao cảm ơn rất nhiều sao cho con cầu nguyện cho tất cả anh chị em con cho những con người đã được mày đào tạo cho những lãnh đạo cho con phải học cách cho để trưởng thành học cách ăn ăn lời của Chúa ăn thịt huyết của ngài cho nhắc là lời dạy của ngài sao để làm việc với đời sống của mình sao để chúng con đạt được những tiêu chuẩn của một cái người mà trưởng thành sao một cái người mà biết thực hiện công việc của mình sao biết sáng kiến sao biết sáng tạo sao biết kiên trì sao biết sử dụng hết tất cả năng lượng của mình sao chuyên gia trong cái việc lập kế hoạch sao chuyên gia trong cái việc mà có những cái hạch dài hạn trung hạn ngắn hạn sao cùng sự gặp của tất cả chúng con sợ là chúng con sợ là những con người biết yêu mến là Chúa sao biết thực hiện biết làm việc với đời sống của mình sao cảm ơn rất nhiều sợ
Trời con cầu nguyện xa xin ngài ở cùng với tất cả những cái lãnh đạo sẽ tất cả những cái sứ đồ tiên dây của ngài xa, nhất là những con người mà đã những con người hội thánh đại sứ quán nước trời xa, những con người đã dạy dỗ lời lễ thật của Chúa xa để đầu kết hợp giống tiếng lành nước trời Urina xa phải được lan rộng khắp chấp sự ô và cầu cầu nguyện cho tất cả những cái hội thánh của Chúa ở Houston, Texas, Hoa Kỳ xa, cầu nguyện là tất cả hội thánh ở Việt Nam, xin nhắc là hội thánh Việt Nam sẽ được nghe những tiếng lành nước trời xa, những con người đã được ảnh hưởng được biết xa đến cái trường con sau thì họ chú tâm cho họ thì họ nhìn thấy được cái sự lãnh đạo của Chúa trong cái từ khóa nước trời sẽ là họ thấy được họ tìm kiếm, nếu mà họ khó khăn mong muốn tìm kiếm nước trời sự công bình của ngài sao họ sẽ đến cho chúng con sẽ để học hỏi sao họ hiểu biết về nước trời là như thế nào sao để từ đó mà họ được mở ra biết bao nhiêu điều sao thì Chúa nói rồi sao tìm kiếm nước trời sự công bằng của ngài trước tiên sao ngài sẽ ban cho mọi điều khác sao cả ngày cũng nhiều sao chơi con cùng em nhưng ngài hướng dẫn sao đầu tất cả những cái sự bày tỏ của Chúa xa sự dạy dỗ của ngài sẽ đại giải cho đời sống con sống con phải bước tin tin xa và chỉ khi con bước đi tin xa con tin tưởng vào sự ban cho của Chúa xa thì đó ân điển của Chúa sẽ đổ cho đời sống con nhà nhà đó vẫn con bước đi một cách vững vàng sao con tăng trưởng sao con nguyện sẽ ở cùng sao tất cả những cái chương trình sắp tới của con sẽ nhắc là việc mà chúng con thực hiện những cái một bộ xài thực hiện những cái chương trình mà ngài đặt để thắng công sẽ cầu nguyện rồi bài đỡ đại và không ngon không sáng ngài trên người cha lên công sự bồi hương xài để họ đại giải sự không ngon xuống sẽ lập ra những cái hạt xài để đầu chúng con thực hiện sẽ con làm cho cái công việc của Chúa xài được được thông thụng sao tất cả những cái mục vụ tất cả những cái hạt sao nó được thực hiện sao để nào ở chúng con kêu gọi chúng con mời gọi chúng con ảnh hưởng và được nhiều người biết đến chúng con sao và các những cái người yêu mến lãnh thật sẽ đến sao những vua sao những hậu thế gian này sẽ đến sao để nào học hỏi sao họ biết hạ mình sao để được ngài đào tạo sao trở thành những con người mà sẽ thay đổi sẽ ở đứt đầu cho các lĩnh vực trong xã hội thế gian này sao cũng cảm này rất nhiều sao cho con cầu nguyện sao để đầu sự phát sáng của chúng đấy sao để ngài đập tan cho tất cả những cái hội nào đó sao mà tấn công sao mà vu khống sao mà chống trả lại lời của Chúa chống trả lại hội thánh của ngài sao thì họ giống như là những người mà đá vào trong gai nhọn sao sẽ bị đau đớn sao cầu nguyện là cũng có thể cái sự phán xét của Chúa đấy sao cũng để rồi họ sự đau đớn trong phần thể xác nhưng mà linh hồn họ sẽ được Chúa động chạm cho nên là họ nhận biết được cái sự bày tỏ của Chúa xài để đầu qua cái sự rồi ngài cũng có cách sao để cứu lấy những con người đã sợ để họ họ được thoát ra khỏi cái sự lầm lạc sao để yêu mến lẽ thật của Chúa sao và được thực hiện công việc của ngài sao được không tất cả những gì họ làm cho nó không bị trở nên vô ích chào cùng tám này rất nhiều số con sợ đời con phụ sự án hướng dẫn tất cả chúng con sợ chúng con sợ những người mà biết yêu mến chúng con sống với những gì ngày giờ bảo sẽ để đời sống con ngày càng trưởng thành sợ yêu mấy ngày hơn sợ nhận biết được ý muốn của Chúa cho đời sống con sợ và tìm kiếm và làm sao để học hỏi sợ để đạt được cơ nghiệp Chúa ban cho con sợ cảm ơn rất nhiều sợ cùng gia tất cả chị em con sợ ngày đem cảm ơn con cùng gia đình Chúa Soris Amen. 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 Hallelujah. 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 Cảm tạ Chúa. Amen. 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 Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn yêu chúng con. Chúa luôn đặt để trong chúng con những ý muốn của Ngài để chúng con cầu nguyện và chúng con biết ơn Chúa khi Chúa đặt để các chức vụ trong hội thánh, sứ đồ tiên tri giáo sư mục sư thầy giảng tin lành ngài đặt để trong đời sống của chúng con có những cha mẹ có những anh chị em ngài đặt để trong chúng con có những người lớn tuổi hơn mình để qua đó chúng con nhận biết được ý muốn của ngài chương trình của ngài Chúa ạ nhờ những người đi trước mà chúng con được nhận biết ngài đã họ đã xây dựng những sứ đồ của ngài đã xây dựng trên nền tảng nước trời và sự công bình của ngài để họ đã có những đời sống yêu mến ngài khát khao ngài mang thai ăn nằm với ngài để mang thai ra sinh hạ ra đời sống của chúng con và chúng con nhận biết chúng con được trở về với Đức Chúa Trời là cha đời đời của chúng con và chúng con có cha thuộc linh cha thuộc thể những người mà chúng con đáng kính những người mà chúng con đáng yêu những người mà chúng con đáng Chúa ạ đáng đáng phải biết ơn họ nhất Chúa ạ cảm ơn ngài rất là nhiều nên
Chúng con cầu nguyện cho những người cha, người mẹ của chúng con được luôn luôn thực hiện bản thiết kế tiền định của Chúa từ trước sáng thế, và luôn có những điều mà tốt nhất để dạy dỗ cho đời sống của chúng con. Và chúng con cầu nguyện, Chúa ơi, ngay bản thân của chúng con đây phải học học cách nhìn thấy cha làm gì và làm theo, học cách nhìn bằng đôi mắt thuộc linh của mình, Chúa ạ. Và chúng con cầu nguyện đập nát cái con mắt xác thịt ra khỏi, móc con mắt xác thịt ra khỏi đời sống của chúng con, móc tất cả những cái gì mà nó thuộc về xác thịt để nó lui ra khỏi đời sống của chúng con, để con người cũ không được hưởng sự sống đời đời. Thì cái điều quan trọng là mặc lấy con người mới, đó là con người được dựng nên theo hình và tượng của Ngài. Và những lãnh đạo thuộc linh đã sinh ra chúng con, Ngài đã đặt để họ để Ngài đã dùng họ để sinh ra chúng con, trong con người mới sinh ra chúng con chính là con người mà được dựng nên theo hình và tượng của Ngài. Thì Chúa Giêsu, Ngài là đứng ở trong họ, hành động qua họ, và Ngài cùng hành động với họ. Họ là cha, là mẹ của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con biết ơn Ngài, Chúa. Và con cầu nguyện ở đáng rủa xảo cho kẻ nào mà dám chống lại với thẩm quyền thuộc linh mà Chúa xây dựng nên cho chúng con. Chúng con cầu nguyện hủy phá hết tất cả những mưu nghịch, lời cầu nguyện dối trá, sự rủa xả nào mà dám rủa xả những lãnh đạo thuộc linh của chúng con, Chúa ạ. Mà con cầu nguyện biết ơn Chúa vì chúng con yêu yêu những người lãnh đạo thuộc linh. Chúng con cũng yêu tất cả những con người mà Chúa cho đến mang đến trong đời sống của chúng con. Thì chúng con biết mỗi một người đến là chúng con phải thực hiện điều mà Chúa muốn trong đời sống của mình, cho đời sống của họ, Chúa ạ. Vì thế mà chúng con được 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 Chúa chúng con nhìn thấy Chúa làm để chúng con làm theo, Chúa ạ. Và chúng con không bị rơi vào thần cảm giả mạo lừa dối, lúc nào cũng nhìn thấy người khác không có lẽ thật của Ngài, lúc nào cũng nhìn vào cái sự tiêu cực mà không biết nhìn vào Đức Chúa Trời đầu tiên. Nên cảm ơn Chúa, Ngài đã chỉ cho chúng con và biết nhìn nhận thàm trong các việc làm của chúng con, nhìn biết Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con cầu nguyện nhìn như Chúa nhìn. Chúng con sẽ nhìn thấy một thế giới Việt Nam đầy những tin lành nước trời. Chúng con sẽ nhìn thấy tất cả những chương trình của ma quỷ bị sụp đổ. Chúng con nhìn thấy tất cả những tội lỗi nó bị bóc tách ra khỏi những con người thân của chúng con. Chúng con nhìn thấy những linh hồn chạy đến với chúng con và được nhấn chìm trong ao Bê-tết-đa của Ngài. Chúng con nhìn thấy kênh tiếng nói nước trời của Ngài được phát triển. Chúng con nhìn thấy hội thánh của Ngài được lớn mạnh lên. Chúng con nhìn thấy những trung tâm phục hồi chức năng. Chúng con nhìn thấy những cái miền đất mà được đầy sữa và mật. Chúng con nhìn thấy, Chúa ạ, gai góc bị đốt trong hồ lửa, Chúa ạ. Và chúng con nhìn thấy đó là chúng con, Chúa ạ. Chúng con trình diện trước mặt Ngài, Chúa ạ. Cảm ơn Ngài, chúng con yêu mến Ngài, Chúa ơi. Và những ngày sau rốt này, Ngài sẽ bày tỏ trên trên đời sống của chúng con là công việc lớn lao lạ lùng của Ngài. Chúng con cầu nguyện để cho những con người họ biết được tiếp nhận lấy ý muốn của Chúa trên chúng con, để tiếp chúng con sẽ được nhận phần thưởng, Chúa ạ, của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Chúng con chúc phước cho tâm linh, linh hồn, thân thể của cha, của thầy, của chúng con đây, Chúa ạ, được mạnh khỏe trong tình yêu bao la của Chúa cứu thế Giêsu. Con cầu nguyện biết ơn Chúa, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh. Amen. 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 Cảm tạ Chúa. Amen. Cha dấu yêu ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài vì tình yêu lớn lao mà Ngài dành cho chúng con. Cho chúng con được ở trong Ngài, Ngài đã liên đới chúng con, kết nối chúng con trong nhà của Ngài, là chi thể của Ngài, là thân thể của Ngài. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài và Ngài đã sắp sẵn một bản thiết kế từ trước sáng thế cho chúng con trong Chúa Giêsu rồi. Chúng con cảm tạ Chúa đời sống của chúng con mỗi ngày để tiếp nhận cái bản thiết kế đó, để khai phóng ra và tìm tòi nhận biết ý muốn của Ngài trong đời sống của chúng con, nhận biết cha của chúng con lớn lao vinh hiển dường bao. Ô khi chúng con nhận biết Ngài, chúng con cũng nhận biết được chính chúng con tuyệt vời ra sao mà Ngài đã tạo dựng chúng con nên giống hình ảnh Ngài, và Ngài cho chúng con mặc lấy chính Chúa Giêsu khi Ngài tái sinh chúng con bởi Thánh Linh của Ngài. Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật. Chúa ơi, Ngài đã sắp sẵn cho chúng con ở trong nhà của Ngài, nuôi dưỡng chúng con đi trong sự trật tự, trong tình cha con nền tảng mà Ngài đã sắp sẵn cho chúng con, người cha thiêng liêng
người cha thiên thượng của chúng con, và chính Chúa Giêsu Ngài đã phải vâng lời cho đến chết. Và cái mẫu gương của Chúa Giêsu đã cho chúng con và Ngài đặt để cho hội thánh của chúng con có tình cha con để cắt đi hết tất cả những sự rủa xả. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, Ngài cũng đã xây cho nhà của Ngài một trường thần học nước trời để cho chúng con là một cuộc cách mạng. Ngài đã nhìn thấy được đời sống của cơ đốc nhân dân của Ngài bị nghèo đói ra sao, bị thiếu hụt như thế nào, thân chi thể của Ngài thì thiếu hụt ra sao, và Ngài đã nhìn thấy được điều đó và Ngài đã chọn chúng con. Ngài chọn chúng con, Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa và Ngài cho chúng con một tin mừng trọn vẹn, đó là tin mừng vương quốc của Ngài được lan ra khắp đất thì Ngài Chúa Giêsu mới trở lại. Chúa ơi, phúc âm của Ngài không chỉ là cứu người, cứu con người, không chỉ tái sinh con người mà làm biến đổi toàn phần và tăng trưởng các giai đoạn để đến nỗi thành vợ của Ngài nữa, Chúa ạ. Và Ngài đã chỉ cho chúng con cái cách thức đó là công nghệ làm người. Ô Chúa ơi, để cho chúng con có một mối quan hệ với Ngài như tình cha con, đấng tạo hóa với tạo vật, như tôi tớ của Ngài, thầy trò và với người anh, người em và bạn hữu của Ngài, và cao trào nhất là tới tình vợ chồng như Ngài đang khao khát và mong muốn cưới dân của Ngài, cưới hội thánh của Ngài đây. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa và Ngài đã trao ban cho chúng con cái công nghệ làm người này, để qua công nghệ làm người chúng con sẽ đào tạo ra những con người giống hình ảnh Chúa và cai quản theo ô cao quản tất cả những tạo vật của Ngài theo đúng ý của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa mỗi ngày đây, Ngài đặt để nuôi dưỡng chúng con bằng lẽ thật của Ngài, nuôi dưỡng chúng con bằng lời rema của Ngài, bằng lời hằng sống của Ngài, để cho chúng con có một mối quan hệ mật thiết với Ngài ngày càng hơn. Và chúng con cũng cầu nguyện cho hội thánh của Ngài nữa, Chúa ơi, vì hội thánh của Ngài, chúng con tin chắc rằng qua dòng chảy mới và cuối cùng này, Chúa dùng chúng con và qua chúng con sẽ làm ra những dòng giống thánh cho Ngài nhờ nghệ thuật đồng đi với Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con mang DNA của Ngài ở trong chúng con để lan tỏa chữa lành và phục hồi phần thân thể của Chúa, tạo ra các phần chưa có để nàng dâu của Chúa có đầy đủ các bộ phận và tăng trưởng thành, được trưởng thành và xứng đáng làm vợ của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, Ngài đã gọi chúng con là hoàng hậu sủng ái của Ngài để được chia sẻ quyền cai trị với Ngài, sinh hạ cho Ngài những bông trái tốt nhất và dòng dõi được tiếp lên ngôi cai trị đời đời với Ngài nữa. Biết bao nhiêu điều mà Ngài khao khát hội thánh của Ngài được đồng công với Ngài để mà quản trị. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa qua dòng chảy mới và cuối cùng này, chúng con tin chắc và lời cầu khẩn của chúng con và bản chất của Ngài mỗi ngày trở thành thịt trong đời sống của chúng con. Ngài sẽ thực hiện điều mà chúng con đang thực hiện ý muốn của Ngài, Chúa ơi, và Ngài đáp lời của chúng con cầu nguyện để cho tất cả các hội thánh của Ngài vào thời kỳ cuối cùng này được tỉnh thức và nhận ra được ý muốn của Ngài, yêu Ngài ngày càng hơn qua cái công nghệ làm người mà chúng con đang có đây, để các hội thánh tìm kiếm lẽ thật, tìm khao khát đi tìm lẽ thật, khao khát yêu Chúa, họ sẽ nhận được ở trong chúng con và qua chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa, nguyện Ngài chúc lành và chúc phúc cho tất cả các hội thánh tư gia, hội thánh toàn cầu và đặc biệt hội thánh ở trong đất nước Việt Nam của chúng con nữa, Chúa ạ, để thần của Ngài đầy dẫy trên họ, để họ nhận ra được ý muốn và khát vọng của Ngài, nhu cầu của Ngài. Bởi vì lời của cha nói tất cả những gì của cha là của con, thì những điều gì của cha khao khát cũng là điều khao khát của chúng con, để cho chúng con thực hiện theo ý muốn của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Con cảm tạ ơn Ngài, Ngài đã ban cho chúng con được một buổi sáng đi thờ phượng Ngài, và kính tạ ơn Ngài để chúng con dâng lên Ngài tất cả với tấm lòng của chúng con, tâm trí chúng con, linh hồn của chúng con, những công việc của chúng con làm dâng lên Ngài, để Ngài hỗ trợ cho chúng con trong những việc chúng con làm. Ngài sẽ đồng sức với chúng con, Ngài ban thánh linh của Ngài, và chính là con của Ngài đã chết cho chúng con. Ngài con của Ngài sẽ biến đổi chúng con thành giống như hình ảnh của Ngài để được cai trị và cùng với Ngài trong những ngày sau đó này. Xin Ngài giúp sức cho chúng con
để chúng con hủy diệt những sự ma quỷ đã lan rộng mà chúng còn sự tối tâm trong tâm linh thể xác của họ, ngay cả những điều mà họ học họ cũng không nếm được cái sự quý giá của con Ngài, mà giờ đây chúng đã đi ngược lại với những điều mà chúng nghĩ chúng là tôi tớ của Satan mà chúng không biết. Giờ đây chúng con cầu nguyện cho chúng để chúng cũng biết ăn năn trở lại với Ngài, và như con đây Ngài đã biến đổi con để cho con được kính sợ Ngài, yêu mến Ngài một cách trọn vẹn, để cho con biết vâng phục theo thẩm quyền của Ngài, và Ngài gìn giữ con để cho con có một cái tâm trí mới và một tấm lòng mềm mại và biết kính sợ Ngài và yêu mến Ngài, để cho dòng chảy của Ngài, dòng chảy vương quốc của nước trời Ngài được giữ giữ trọn trong khải tượng, và Ngài sẽ biến đổi một ngày một tốt hơn, và để cho chúng con được quy phục về Ngài trong những ngày sau đó, để chúng con cũng được cùng được cai trị với Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Giêsu Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.